xúi giục bạn đánh nhau, 5 thanh niên bị khởi tố hành vi giết người. 5 đối tượng không trực tiếp đánh người, nhưng đã có vai trò giúp sức, hỗ trợ về mặt tinh thần, hung khí, xúi giục đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Chiều ngày 26 tháng 10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can. Lệnh bắt tạm giam Hoàng Trọng Hùng, 22 tuổi, Nguyễn Bình Nam, 25 tuổi, Nguyễn Văn Ngọc, 20 tuổi, Đoàn Đức Lương, 17 tuổi và Lê Hữu Dũng, 17 tuổi, cùng chú huyện Mudrag, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý hành vi giết người. 5 bị can bị được công an xác định là có vai trò giúp sức cho đối tượng Hoàng Đình Phú, 25 tuổi, chú huyện Mudrag, cùng 12 người khác gây trọng thương cho 2 thanh niên cũng ở huyện Mudrag vào đầu năm nay. Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn từ trước, tối mùng 1 tháng 1, Phú đã rủ thêm 25 đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, mã tấu, gậy sắt, gậy gỗ, gậy ba khúc, bình ba đi đánh nhóm của anh Nguyễn Văn Phước, 22 tuổi, trú tại xã Krông Á, huyện Mudrag. Đến đêm mùng 1 tháng 1, thấy nhóm anh Phước, Phú cùng đồng bọn đã cầm hung khí lao vào đánh, chém tới tấp. Hậu quả, 2 người trong nhóm của Phước bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 26% và 9%. Công an đã khởi tố, bắt giữ Phú cùng 12 người để xử lý về hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm gây án, 5 thanh niên vừa bị khởi tố không trực tiếp xông vào đánh, nhưng đã có vai trò giúp sức, hỗ trợ về mặt tinh thần, hung khí, xúi giục đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định. Tuấn Long, VOV.